Vâng, các bạn thân mến, chúng ta đang có mặt tại sân bóng Phủi Vũng Tàu trên đường Võ Nguyên Giáp để chuẩn bị theo dõi trận đấu giao hữu giữa các cầu thủ Dự Án Vàng và Thành Nam. Chính xác thì trận đấu này đã được diễn ra được một lúc. Tuy nhiên thì có một chút vấn đề cho nên bây giờ thì chúng ta mới có thể đồng hành cùng nhau. Trận đấu đang được trực tiếp trên fanpage Phủi Vũng Tàu. Tỷ số lúc này đang là 2-0 nhưng về phía cao thủ Dự Án Vàng. Đội bóng Dự Án Vàng ra sân trong bộ trang phục xanh trắng, trong khi đó thì Thành Nam ra sân trong bộ trang phục áo vàng. Đây cũng là bộ trang phục cũng giống với bộ trang phục của câu lạc bộ đang chơi tại V-League, đó là câu lạc bộ Nam Định. Lúc này thì ưu thế trên sân vẫn đang nghiêng về phía cao thủ Dự Án Vàng. Họ đang có ưu thế dẫn bàn và duy trì một tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn hẳn so với đối phương. Pha xử lý rất tốt, có thể đưa ra cú dứt điểm. Vẫn còn và tỷ số trận đấu là 3-0. Rất tốt. Đó là pha phối hợp và kết thúc gọn gàng. Tình huống mở cánh hợp lý và sau đó thì người được hưởng lợi bên trong vòng cấm đó là cầu thủ mang áo số 7, Trung Lùn. Ba bàn thắng đã được ghi và cao thủ Dự Án Vàng tiếp tục thể hiện được ưu thế của mình ở trong trận đấu này. Sụp bóng lên cho tuyến trên. Mất bóng rất nguy hiểm. Quả chọc khe rất hay. Thiếu chút nữa là đã có thêm bàn thắng. Người vừa có cơ hội đó là Thắng Đoàn. Tiếng thoát xuống rất nhanh, đón đường chọc khe của đồng đội. Và thiếu chút nữa thì chúng ta đã có được bàn thắng từ một tình huống kề gõ hợp lý. Lúc này thì một nửa hàng phòng ngự của Thành Nam đang là những cầu thủ đi chân trần, rất tự tin, đúng như phong cách của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai GMG. Quả ném biên dành cho Thành Nam. Bóng đã đi hết đường biên. Quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ áo vàng. Người thực hiện sẽ là cầu thủ mang áo số 5. Đánh đầu. Thiếu chút nữa là đã có bàn thắng. Tình huống giải nguy kịp thời là của số 27. Đó là Liêm. Thêm một quả ném biên nữa. Thủ môn của Dự Án Vàng đã phải lao dạng. Và bây giờ sẽ là cơ hội phản công dành cho các cầu thủ áo trắng xanh. Lại thêm một đường chuyền dài mở cánh rất thoáng. Không được. Cũng đưa bóng ra cột 2 không thành công của số 6 Khỉ Mù. Kiếm đội đi, đá sau trận này đá tiếp. Đường chuyền của Nam. Rất tốt. Pha xử lý của tiền đạo mang số 99. Vẫn là cầu thủ cao to bên phía cao thủ Thành Nam. Liên tiếp là những nhịp dứ để tìm ra góc dứt điểm. Pha solo. Xoay rất nhiều kiểu nhưng cuối cùng thì vẫn không thể tung ra được cú dứt điểm. Nhưng không thể phủ nhận được nỗ lực của cầu thủ mang áo số 99. Liên tiếp là những tình huống động tác giả rất khéo. Chỉ tiếc là anh lại chưa có được sự quyết đoán ở trong tình huống xử lý quyết định. Phối hợp 1-2 rất tốt. Liên tục là một tiếng solo. Đã có một tình huống phạm lỗi trong vòng cấm.
trận đấu không có trọng tài. Bởi vì thế nếu như va chạm thì có lẽ chỉ là những tình huống chào bóng mà thôi. Nam vẫn là cầu thủ mang áo số 11. Thả bóng xuống sát đường biên. Thành Sala rất hay. Cú đá chân trái quyết đoán và bàn thắng thứ tư dành cho Dự Án Vàng. Tình huống xoay người xử lý rất tốt của Thành Sala và đã đánh bại được thủ môn bên phía các thủ Thành Nam. Tỷ số trận đấu là 4-0. Số 90 được truyền chọc khe nhưng đã bị đối phương đọc bài khá dễ dàng. Khi mù Nam được truyền chuyển cánh nhưng lại hơi yếu thiếu lực. Quả phạt góc dành cho Dự Án Vàng. Hoàn toàn là ưu thế về thế trận vẫn đang nghiêng hẳn về phía cao thủ Dự Án Vàng. Họ rất tự tin triển khai những tình huống đàn bật rất nhuyễn và duy trì được ưu thế kiểm soát bóng trên sân. Không cần phải quá ào ạt, họ vẫn có được cho mình những bàn thắng. Cách chơi là cho thấy đội bóng Dự Án Vàng là một đội bóng có khả năng có sự tổ chức tương đối tốt và đã chơi với nhau khá lâu. Quả chọc khe. Người đang có bóng là cầu thủ mang áo số 99. Không được. Như vậy thì sau tất cả thì trận đấu cũng đã có trọng tài. Mặc dù là trang phục thì không giống lắm. Hy vọng là những tiếng còi của anh trong ngày hôm nay sẽ không bị méo để cho chúng ta có được một trận đấu hấp dẫn. Ở đáy biên. Không được. Một tình huống lao ra rất tốt của thủ môn bên phía các cầu thủ Dự Án Vàng. Rất tốt. Không được. Tình huống hơi vội vàng của thủ mang áo số 11 bên phía các thủ Dự Án Vàng. Nam. Rất tốt. Đồng đội đang chờ một đường chọc khe. Nhưng đó là cú đá ngay. Cú đá tìm đến cột điện của cầu thủ mang áo số 17. Đó là pha ra chân của Thắng Đoàn. Có rất nhiều lựa chọn cho Thắng Đoàn ở trong tình huống vừa rồi. Nhưng quyết định cuối cùng được đưa ra là một cú đá thẳng. Thực tế là sân 7 như thế này thì những tình huống ra chân quyết đoán có thể tạo ra được sự khác biệt với gôn lớn. Nó khác so với sân 5. Thành Sala làm tường tốt và tiếp tục lại là góc sút đó. Vẫn là một góc xa. Lần này Thành Sala không phải là người dứt điểm mà thay vào đó là tình huống ra chân rất tốt của đồng đội. Người đã ghi bàn đó là Phi. Rất nhẹ nhàng. Bàn thắng thứ 5 đến với các cầu thủ Dự Án Vàng.
Mất bóng nguy hiểm, tình huống sâu kìm. Pha xử lý là của Đoàn. Quả phạt góc dành cho các cầu thủ dự án vàng. Sẽ thêm một quả phạt góc nữa. Đánh đầu. Đó là cú đánh đầu của Nam. Thắng Đoàn. Thành Sala. Quả trong khe. Không thể có được cú đá nối của Đoàn. Đã có rất nhiều những phương án tấn công được các cầu thủ dự án vàng tạo ra. Từ những tình huống đan bật 1-2 chuyển cánh cho tới những đường trong khe. Có thấy là sự tổ chức của đội bóng áo xanh là rất tốt. Họ không đá dài, mà thay vào đó chơi chậm chắc, đá ngắn. Nhưng vừa rồi là tình huống chơi thiếu tập trung của Thành Sala. Rất may chính anh là người đã sửa sai. Người đó có bóng là cầu thủ mang áo số 16. Không được. Bóng hướng đến với vị trí của số 99. Một tiền đạo trung phong có thể hình rất tốt. Nam. Bóng hướng lên phía trên nhưng không có ai cả. Một đường chuyền không có địa chỉ của cầu thủ bên phía dự án vàng. Thành Sala. Nam. Bóng đã chạm tay. Lúc này thì bên phía Thành Nam vẫn đang khá bế tắc trên con đường tìm đến khung thành đối phương. Mọi đường tấn công đều đang hướng đến cầu thủ mang áo số 99 và bây giờ sẽ là cơ hội dành cho anh. Số 99. Hàng phòng ngự của dự án vàng bè về rất nhanh và cần có thêm sự hỗ trợ từ các đồng đội. Vẫn tiếp tục là cầu thủ quân trắng. Nhưng anh đã không thành công. Cơ hội phản công dành cho các cầu thủ dự án vàng. Thành Sala. Thành Sala. Tình huống chơi lăn xả xuất sắc của cầu thủ bên phía Thành Nam. Đó là số 12. Vẫn còn. Đường truyền của Thắng Đoàn. Nam. Tình huống ta lần của Thành Sala. Rất hay. Nam. Bên cột 2 đang có người. Nhưng rất tiếc là bóng không thể đến được với vị trí của Đoàn. Bây giờ bóng đến với Đoàn rồi. Nhưng vẫn chưa thành công. Phi. Cần phải có thêm những sức ép tới từ phía Thành Nam trên phần sân đối phương. Khi mà các cầu thủ dự án vàng vẫn đang rất ung dung kiểm soát bóng. Đây là Đoàn. Rất hay. Ở góc hẹp. Nỗ lực của số 9 đem về cho đội nhà một quả phạt góc. Phi, cú cứa lỏng, một siêu phẩm đã được vẽ nên. Rất xuất sắc tới từ trung vệ của các cầu thủ dự án vàng.
Đúng là những đôi chân đã thăng hoa thì điều gì cũng có thể tạo ra được. Đó là một đường cong hoàn hảo để giúp cho Dự Án Vàng có được bàn thắng thứ 6. Cái lòng trọng rất dẻo trong tình vừa qua đã đưa bóng đánh bại được thủ môn của Thành Nam. 6 bàn thắng đã được ghi. Một cặp đấu vẫn đang diễn ra tương đối chênh lệch giữa đôi bên. Cú đá ngay. Một cú đá để cảnh báo sự tập trung của thủ môn Anh Giang. Trận đấu này đang được diễn ra tại sân bóng Phổi Vũng Tàu. Một sân đấu mới tại thành phố biển xinh đẹp và đang có được mức giá tương đối ưu đãi. Quý vị các bạn theo dõi trận đấu này thì có thể kiểm soát được mặt sân là rất tốt. Rất nguy hiểm và bàn thắng thứ 7. Người lập công đó là anh Thảo. Bàn thắng thứ 7 dành cho Dự Án Vàng. Rất đơn giản và nhẹ nhàng. Mọi thứ vẫn đang hoàn toàn trong quyền kiểm soát của các cầu thủ Dự Án Vàng. Kể từ khi livestream được bật lên thì họ đã có được 5 bàn thắng để vượt lên dẫn 7-0. Trẻ người rất tốt, vẫn là Nam. Bình tĩnh. Pha xử lý của anh cuối cùng lại không thể tìm tới vị trí của các đồng đội. Và số 5 đang có bóng. Đường chuyền cho số 99. Rất quyết liệt. Rất nguy hiểm. Bóng đã trúng cột dọc. Một tình huống phòng ngự có phần hơi thiếu tập trung của các thủ Dự Án Vàng. Và thiếu chút nữa thì tiền đạo của Thành Nam đã có thể ghi bàn. Chỉ có cột dọc mới cứu thua được cho đội bóng áo xanh. Tiếp tục là các thủ Thành Nam. Pha đưa bóng vào không thành công của thủ môn số 5. Chọc kè rất hay. Thành Sala đang chống chảy nhưng đó là cú đá ngay. Pha ra chân quyết đoán đã khiến cho thủ môn của Thành Nam phải làm việc. Không được. Và đội bóng 1 không thành công. Vẫn còn. Nam. Thả xuống đáy biên cho Thành Sala. Vẫn là những tình huống phối hợp rất tốt. Chờ đợi một tình huống kê vào trong gôn nhưng không thành công. Liên tiếp là những tình huống phối hợp đàn bật chất lượng của các cầu thủ Dự Án Vàng. Nhưng vừa rồi thì đã không có được một điểm kết thúc. Người đã bong vào là Hiếu. Người đánh đầu là anh Thảo. Phi. Phi đá trung vệ nhưng có kỹ thuật xử lý rất tốt. Và anh cũng đã bỏ túi cho mình một siêu phẩm trong ngày hôm nay. Rất tốt. Nhưng khá từ tốn trong pha xử lý. Tiếp tục là một cú sút xa của Phi. Một người đang muốn ghi thêm những siêu phẩm trong ngày hôm nay. Một rồi là một thử thách từ khu vực giữa sân. Nhưng bóng đi không chính xác. Không được. Người đánh đầu là Thắng Đoàn. Phi. Đường chuyền không an toàn. Cơ hội dành cho các thủ Thành Nam. Ý đồ đưa bóng về góc xa đã không thể vượt qua được anh Thảo.
Không được. Thành Sala rất khéo và đã mở ra một đường chơi đối mặt với khung thành đối phương cho đồng đội. Nhưng chỉ tiếc rằng là Quân đã không thể có được pha thoát xuống thành công. Chính xác đó là Hiếu. Phi. Trận đấu đang được diễn ra trong một bầu không khí vô cùng mát mẻ. Và hai đội đang có được điều kiện tốt nhất để có thể công hiến. Rất hay. Nhưng sau đó lại là tình huống đẩy bóng quá dài của Thành Đoàn, của Thắng Đoàn. Thành Sala có cái chân trái rất khéo, ý đồ đưa bóng về góc xa không thành công. Phi. Được chuyển cho Thành Sala. Tỷ lệ kiểm soát bóng hoàn toàn vượt trội thuộc về phía cầu thủ dự án vàng. Và giờ sau 7 bàn thắng thì họ cũng đang chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu. Phối hợp rất tốt. Liên tiếp là những tình huống bật nhỏ ngắn tí tách mưa rơi. Nhưng vẫn chưa có thêm được những cú dứt điểm. Bây giờ thì dàn đèn đã được bật lên. Ta sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ dịch vụ tới từ sân đấu đang tổ chức trận đấu này. Phi. Rất hay. Đường chuyền không khó dành cho số 22. Đã có một tiếng quạt trời. Lại là đưa bóng về góc xa. Nhưng cực kỳ đáng tiếc cho các cầu thủ dự án vàng. Đôi chân có lẽ là không cần phải làm quá nhiều điều ở trong tiếng vừa rồi. Nhưng Hiếu lại không thể đệm bóng vào khung thành, mặc dù nó đã rất rộng mở. Chính xác đó là tình huống đệm bóng của Nam. Đánh đầu. Phải đánh đầu không thành công. Nam. Trận đấu đang diễn ra nửa sân. Hoàn toàn chỉ trên phần sân của các cầu thủ Thanh Nam. Rất tốt. Có thể xoay người dứt điểm. Cú đá chính xác và bàn thắng thứ 8 đến với các cầu thủ dự án vàng. À, như vậy là theo quan sát chính thức cuối cùng thì là chưa có bàn thắng thứ 8. Trận đấu vẫn đang tiếp tục với 7 bàn cách biệt dành cho dự án vàng. Rất hay. Thành Sala. Không được. Tình huống xử lý hơi cầu toàn. Có cú đá. Phản xạ xuất sắc của thủ môn bên phía các cầu thủ Thành Nam. Vẫn còn. Thành Sala. Động tác giả sút nhưng chưa thể qua được đối phương. Thành Sala đang là cầu thủ sáng tạo hàng đầu bên phía cao thủ dự án vàng. Người đang có bóng là cầu thủ mang áo số 99. Cơ hội phản công dành cho các cầu thủ Thành Nam. Cần phải nhanh hơn. Nhưng cuối cùng thì đường chuyền lại sửa lưng đồng đội.
Số 99 cầm bóng về đội dâng lên nhưng đồng đội anh đã làm tốt hơn thế khi băng lên trước. Phi đường chuyền rất hay, đường chuyền ra của Hiếu. Vẫn là cầu thủ mang áo số 71. Nhưng cuối cùng thì đường chuyền cuối cùng lại không có địa chỉ. Thành Sala rất hay. Vẫn là cầu thủ mang áo số 79. Rất kỹ thuật và bàn thắng thứ 8 cuối cùng cũng đến với dự án vàng. Chỉ thế là đủ và Thành Sala cho đồng đội vào sân. Tình huống xử lý rất hay của cầu thủ số 79. Người vào sân cho cầu thủ dự án vàng có số 10 Phúc Hậu và số 7 Trung Lực. Vâng, như vậy là chính xác hơn thì cầu thủ vừa vào sân đó là số 7 Trung Cao. Pha cướp bóng rất tốt của Phúc Hậu. Đường chuyền ra. Đó là tình huống can thiệp kịp thời. Vẫn là các cầu thủ Thanh Nam. Không được. Quân. Đưa bóng về cột xa. Nhưng thủ môn của Thành Nam đã đọc bài rất nhanh. Tranh chấp rất tốt. Người đang có bóng là cầu thủ mang áo số 18. Pha băng lên là của Duy Long Heo. Rất hay, người đang có bóng là cầu thủ mang áo số 99. Vẫn là những tình huống giữ bóng quen thuộc. Kiếm về cho đội nhà quả ném biên. Chuyện của Quân, bóng không đến được với vị trí của Trung Cao. Không phải, đó là Hiếu. Vẫn là các cầu thủ dự án vàng. Không được. Người nào có bóng là cầu thủ mặc quần đen. Đường chuyền dành cho số 18. Những đôi chân trần nhưng vẫn chưa thể có được những tình huống phối hợp ăn ý. Vẫn là cầu thủ mang số 6 mặc quần đen. Nhưng cú đá của anh không thành công. Đường chuyền của Phúc Hậu. Trung Cao. Thả bóng xuống dành cho Phúc Hậu. Pha phối hợp của hai cầu thủ mới được vào sân thay người. Nhưng đáng tiếc là trong tư thế xoay lưng lại với khung thành đối phương thì Phúc Hậu đã không thể xoay được con ba. Rất tốt. Được liền lại là của Trung Cao cho Phúc Hậu. Rất hay. Trả lại dành cho Phúc Hậu. Hơi khó cho số 10 Trung Cao. Dứt điểm. Cú đá không thành công. Rất nguy hiểm. Chưa thể có bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ dự án vàng. Tới nào.
cảm ơn cái bánh đen của anh. Tao với tao đạp vào nhưng tao đạp phải chạy hai cái. Rất nguy hiểm. Bên cạnh các cầu thủ hai đội thì bên ngoài sân cũng đang có một đội ngũ cổ động viên rất tích cực reaction cho trận đấu này. Hai đội đang được thi đấu với một điều kiện có thể nói là cực kỳ lý tưởng, từ khí hậu cho tới điều kiện cơ sở vật chất. Dàn đèn là tương đối đảm bảo trong khi mặt sân còn mới. Và hiện tại thì vẫn đang chào đón rất nhiều những đội bóng của Vũng Tàu xuất hiện tại sân bóng Phủ Vũng Tàu nằm trên đường Võ Nguyên Giáp. Rất hay. Tình huống qua người. Phúc Hậu. Phúc Hậu như nhảy múa với trái bóng để kiến tạo cho đồng đội, nhưng cú đá của số 18 lại không thành công. Hai lần bóng chạm xả. Liên tiếp là những pha âm thanh của các cầu thủ dự án vàng. Bóng hai lần khắc tạc lên cột dọc và sang ngang khung thành của đối phương. Chưa có bàn thắng tiếp theo dành cho đội bóng thuộc một công ty giải trí truyền thông này. Đường chuyền không qua được các cầu thủ Thanh Nam. Đây là số 16. Đường chuyền cho số 99. Giật gót. Thiếu chút nữa là đã có siêu phẩm. Đấy, không biết có nghỉ đỡ hiểm không ta. Phúc Hậu định qua thủ môn nhưng không thành công. Trọng tài ở rất xa và có lẽ là không quan sát được tình huống vừa rồi, xem liệu đã có tình huống phạm lỗi hay chưa. Không được. Đường chuyền quá mạnh. Cú đá ngay. Nhưng đó là giải pháp hơi vội vàng của số 18 bên phía các cầu thủ dự án vàng, đó là Sang Mập. Rất tốt. Không được. Tình huống xử lý khéo. Nhưng đã sẽ có một tình huống thổi phạt của trọng tài. Như vậy là có trọng tài nên sẽ có một quả đá phạt dành cho các cầu thủ dự án vàng. Trọng tài chỉnh giao đi cái ạ. Dứt điểm. Rất hay. Đó là pha phối hợp rất tuyệt vời và Trung Cao là người đã ghi bàn dành cho các cầu thủ dự án vàng. Một tình huống dứt điểm chính xác của cầu thủ mang áo số 7. Vẫn lại là một tình huống cớ lòng đưa bóng về góc xa khung thành và có thêm bàn thắng dành cho các cầu thủ dự án vàng. Đang có bóng là số 99. Quả chọc khe rất hay. Số 18. Đây là cơ hội. Không vào. Đó là tình huống lên bóng có nét của các cầu thủ Thanh Nam.
Một cơ hội nguy hiểm thực sự khiến cho thủ môn của Dự Án Vàng phải làm việc. Hiếu. Phúc Hậu. Trung Cao. Bóng bất ngờ đến với vị trí của Phúc Hậu. Rất kỹ thuật. Một tình huống lơ ngơ vỡ huân trường nhưng anh vẫn biết cách có được một siêu phẩm với hai tình huống về gầm ấn tượng. Bóng bất ngờ tới với vị trí của số 10. Và sau đó thì anh đã loại bỏ hậu vệ và thủ môn đối phương để nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống. Rất nguy hiểm, cú đá ngay. Cú đá của số 5. Không được. Được chuyền cho Trung Cao. Không phải, đó là Hiếu. Thả bóng xuống đáy biên. Quả sân cót là của Phúc Hậu. Đường chuyền không đến được với vị trí của Phúc Hậu. Đường chuyền sau đó của cao thủ Thành Nam lại không có địa chỉ. Trung Cao. Chuyển cánh rất thoáng. Liên tục là những tình huống trả ngược cho Trung Cao dứt điểm nhưng không thành công. Và cơ bóng rất hay của số 5. Đường chuyền mắt lác nhưng không qua được cầu thủ của đối phương. Bên đó có bóng là số 99. Liên tiếp là những tình huống tựa xoay. Cố gắng đưa bóng để được dứt điểm cỡ lỏng. Cuối cùng thì anh cũng đã có được một tình huống ra trận ấn tượng. Nhưng vẫn còn đó là người gác đền bên phía các cầu thủ Dự Án Vàng, đó là anh Giang. Tình huống ném biên nhấc chân nhưng vẫn qua mặt là trọng tài. Phản công dành cho các cầu thủ Dự Án Vàng. Phúc Hậu đã qua được số 79. Thủ môn lao ra bắt bài rất nhanh. Không được. Cú đá là của Sang Mập. Phối hợp 1-2 theo bài. Tình huống hơi lập trình và có phần máy móc nhưng cũng đã không thành công. Phúc Hậu. Thả bóng xuống đáy biên trở lại cho số 10. Bóng giữ cây đều. Cú bắt vô lê không thành công của Trung Cao. Đây là bóng là số 79 mở ra cơ hội phản công dành cho các cầu thủ Thanh Nam. Đường chuyền hơi khó cho số 5. Vẫn là các thủ áo vàng, họ vẫn đang rất nỗ lực. Rất cố gắng ở vị trí bên phía cánh phải.
không qua được cậu về đối phương. Vẫn còn tình huống chơi cực kỳ lan xả của thủ môn bên phía của hậu vệ bên phía các cầu thủ dự án vàng. Đó là tình huống xử lý của Sang Mập. Và bóng đang khiến cho cầu thủ áo vàng bị đau. Người đang làm sân là cầu thủ áo số 6. Anh đang phải rời sân bằng sự giúp sức của các đồng đội. Không được. Tình huống đá ngay đây là số 99 thả bóng xuống đáy biển. Liên tiếp là những tình huống AB. Không được. Đường chuyền cuối cùng không thành công. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Trung cao. Số 7 đang có nhiều lựa chọn. Động tác giả. Có thêm bàn thắng nữa dành cho cao thủ dự án vàng. Nỗ lực tuyệt vời của Trung Con đã mở ra cơ hội cho Sang Mập lập công. Như vậy là sau khi có bàn thắng thì Sang Mập đã rời sân. Cơ bóng rất tốt. Vẫn là cầu thủ mang áo số 7 qua trong khe. Đối mặt với khung thành. Không có bàn thắng. Thủ môn của các cầu thủ Thành Nam đã đổ người rất nhanh. Trung cao, quyết định qua người. Vẫn còn, đây là cơ hội dành cho cầu thủ Thành Nam. Đã có bàn thắng dành cho đội bóng áo vàng. Rất tuyệt vời. Cuối cùng sau rất nhiều nỗ lực thì Thành Nam cũng đã có bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này. Rất cố gắng. Đó là một cú dứt điểm mẫu mực của cầu thủ mang áo số 5. Đường chuyền rất tốt. Đường chuyển sang thoáng nhưng cuối cùng lại không tới được với vị trí của đồng đội. Vẫn là Quyền. Chuyển không thành công của số 99 cho đồng đội. Tiếp tục là thời cơ dành cho dự án vàng. Nhưng cú đá cuối cùng lại không thực sự nắn nót.
quả chọc khe, bóng không đới được với vị trí của Phúc Hậu. Pha xử lý phiêu lưu của thủ môn bên phía Thanh Nam. Vẫn còn. Số 5 vẫn đang chơi rất nỗ lực. Anh chính là chủ nhân của bàn thắng duy nhất lúc này của các cầu thủ Thanh Nam. Tình huống 2 đánh 3 à? Đường chọc khe thông minh lại là Phúc Hậu qua thủ môn. Nhưng thủ môn của các cầu thủ Thanh Nam đã có được tình huống cản người. Cơ bóng rất tốt. Không được. Đường chuyền mang nhiều ý đồ của trung con thả ra cột 2. Nhưng đáng tiếc là Phúc Hậu vẫn không thể có được pha tiếp cận khung thành. Trung cao. Trung Hèo đã phải chuyển về để làm lại pha tấn công. Quả trọng khe của chúng con. Là pha bóng không thành công. Kỳ mù. Rất hay. Chú cao. Cú dứt điểm. Cú đá khi mất trụ đã không thể chính xác. Tranh chấp khá tốt. Rất hay đường tuần ta lưng. Vẫn còn. Đã thêm bàn thắng nữa dành cho dự án vàng. Tiếp tục là trung cao điền tên mình lên bảng tỷ số. Trước đó là một đường chuyền đầy cảm giác của cầu thủ duy nhất không mặc đồng phục trên sân. Và nó mở ra cơ hội rất tốt để cho số 7 có được bàn thắng. Cú đá ngay. Tiếp tục là số 5 bên phía Thanh Nam.